Thầy ơi, con bật nhạc cho thầy nghe nhé. Điện anh ở Đài Mông và các miền Nhật Bản. Thời chúng ta đã lên và thế không thể cả. Bất cứ ở nơi đâu anh muốn nhắn một câu: nghĩ tận tâm và làm tận lực, chữa cao cũng lớn và dự án nào cũng thông. Nghĩ tận tâm và làm cho tận lực, chữa cao nào cũng lớn và dự án nào cũng thông. Thầy ơi, con mắt cháy cho thầy, cuối năm thì lương thường cho con nhé. Bẩm, con mời thầy ăn sáng ạ. Mời thầy Sơi. Bẩm thầy, thầy ăn no xong rồi thì bây giờ thầy làm việc nhé. Bẩm thầy, hôm nay là có hai khách từ FJP đến xem thầy nhá. Wow. Ngoài nói phủ đầy rất thiêng. Chị em mình vào thôi, đi thôi. Cho vào chào. Thầy ơi. Quỷ dữ mày mà này, giật nửa mình. Xin thầy, xoay xe ra chung của FGP chúng con. Khắc nhập. Thầy ơi, quanh đi quanh lại đã hết một năm. Công ty bao nhiêu sự kiện hoành tráng giật gân. Năm qua kinh tế thất thường, FJP vẫn dẫn đường. Mới sự kiện cũng vươn cao, cho em biết ngay đi nào. Vượt mốc thành viên tại đây hay ngắm người chúng ta. Quy mô đứng đầu Nhật Bản, ai ai cũng muốn xếp hàng. 30% doanh số công ty ta dẫn. Ba mục tiêu này 3000 quân số năm sau. Anh khác đến như phép màu, bọn em mến nhau từ lâu. Anh huynh có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Nguyện đưa FJP thành ngọn gió tiến bước cùng nhau. Từ nay chúng ta bắt đầu, cả năm mới luôn vui dài lâu. Thầy ơi, nơi đây làm việc vui quá là vui. Vừa qua công ty nhận được Great Place to Work Classic, hoàn ghi dấu vàng. Gian nan ta luôn sẵn sàng, EPSO và FJP bao năm chúng ta kiên trì. My FPT trên app tình cảm mình nói ra, comment biết ngay thôi mà, lời khen đến như món quà. Tôi cứ là ca mà gọi là mà rộng rất xa. Ba mục tiêu này cả Nhật Bản đón chờ ta. ISO 9001 2015 của Ford bằng chân chứng minh năng lực, mở ra cơ hội dẫn đầu. Nguyện đưa FJP thành ngọn gió tiến bước cùng nhau. Từ nay chúng ta bắt đầu, cả năm mới luôn vui dài lâu. Nguyên do được hình thành, mọi người vui đón Tết. Ford và Apple A tiềm năng không kể hết. FJP của chúng ta lại tăng độ nhận biết 25%, marketing là chuẩn phết. Năm sau ta làm được nhiều dự án quyết không lùi. Còn sức là còn làm và còn xếp là còn cười. Nhấn mạnh mục tiêu bà của mọi người. Cố vì xã hội, họ vui một, mình vui 10. Nếu mà đợi 3 người nhân viên năm tới sẽ đạt được. Tương lai 1 tỷ doanh thu đi tiếp được. 2023 tới chúng ta đã quyết thì hướng nào cũng tốt và đường nào cũng thông. Yeah. 2023 chúng ta đã quyết thì hướng nào cũng tốt và đường nào cũng thông. Cả năm mới luôn vui dài lâu. Cả năm mới luôn vui dài lâu. Thấy nhân hòa, hãy tin ở anh vì anh chính là thầy. Khắc nhập, khắc xuất.
bọn nó vốn đánh ngông biết biến hóa thần thông, nhìn được cao tỏ tường soi dự án kỹ càng.